Rồi, chào các bạn, mình là Tiến trong kênh Mít Tiến nha. Bây giờ mình đang đứng ở Aquarium of the Pacific. Đây là tiếng Việt mình gọi là gì ta? Mấy cái hồ mà đủ thứ cá. À, thủy cung. À, thủy cung của thành phố Long Beach này nha. Rồi, mình sẽ vô trong và mình quay cho các bạn xem. Có rất là nhiều động vật dễ thương ở trong đây. Và bảo đảm với các bạn sẽ thích nha. Mình thấy đây là cái thủy cung nè, nó rất là rộng lớn và bên trong rất là đẹp nha. Để mình quay quang cảnh xung quanh cho các bạn xem. Đây là một cái parking structure, là cái chỗ người ta đậu xe nè các bạn, thấy không? Đó. Và nó có một cái tiệm tên là Bubble Shrimp. Ok, Bubble Gum Shrimp. Cái tiệm này lúc mà mình đi Hawaii nó cũng có nha, cho nên đây là nó được gọi là franchise rồi nha. Rồi, đây là những chú cá heo. Thì những chú cá heo này á, cái nguyên nhân chú cá heo này ở đây á là tại vì á, ở đây nó sẽ có cái cruise ship đó, cái cruise ship ở đó đó, mình cũng đã mua vé rồi. Mình sẽ quay một cái video khi mà mình lên cruise ship mà mình đi ra ngoài mình ngắm cá voi, cá heo này kia nha. Cái đó là một chuyến đi khác, mình mua cho một cái package có cái đó luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vô thủy cung và ngắm những động vật ở trong thủy cung nha các bạn. Hay ha. Ở đây nó có một cái để mình cho các bạn xem ở đây là gì. Nó chỉ là một cái mô hình thôi chứ cũng không có gì. Có núi non rồi. Như cả nhà mình thấy đó, mình mua ticket online cho nên là mình không có cần phải tới ngay cái chỗ này để mua ticket. Mình có trên điện thoại và mình scan. Và ở đây là cái chỗ mà họ sẽ đo nhiệt độ với lại rửa tay đồ này kia, để chắc chắn là mình không bị sốt, không có bị bệnh để mình có thể vô đây nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình đã ở trong cái này rồi nha. Trong cái gọi là thủy cung đi. Thì bước vô cũng giống như vào cái nơi khác đó, là nó có những cái đồ lưu niệm để cho mình có thể mua để ghi nhớ lại những cái lưu niệm mà mình đi ở đây. Giờ mình đi vô cái đồ lưu niệm này trước nha. Trong cái đồ lưu niệm này nó bán rất là nhiều cái món quà mà mình có thể mua cho bản thân và gia đình. Và cái chỗ này á là mấy bé rất là thích nha. Ok, đó, các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ không dành thời gian nhiều trong đây. Bây giờ mình đi ra ngoài. Thì trong cái thủy cung này đó, đây là cái chỗ mà mình sẽ đi vô đầu tiên. Và các bạn thấy có một con cá voi thiệt là bự luôn. Đây là kích cỡ thật của cá voi nha các bạn. Và thậm chí có thể bự hơn nữa. Các bạn thấy bự ghê không? Đó, mình có thể so sánh với con người bên dưới. Rồi thì khi mà vô trong đây á, thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình sẽ vô đầu tiên và sẽ làm hướng dẫn cho mình. Các bạn biết không? Đó. Và hướng dẫn giống như là định hướng, gọi là orientation á. Nhiều khi cái cách dịch của mình nó kỳ kỳ nha các bạn. Các bạn thông cảm. Rồi đây có một cái hồ cá thiệt là lớn nè. Để mình quay cái hồ cá này cho các bạn xem nè. Đó, cái hồ cá này là cũng bình thường thôi trong cái thủy cung này nha. Để mình đứng qua một cái góc độ thì không bị chói sáng nè. Đó. À, các bạn thấy không? Mấy bé cá ở đây. Nhiều cá ghê, các loại cá khác nhau luôn các bạn thấy không? À. Khi mà từ hồ cá mình đi ra, nó là cái member service, là những cái thành viên á. Cái chỗ này là những cái dịch vụ mà cho những cái thành viên, các bạn biết không? Thì ở trong đây trước mặt mình á, ngay chỗ đó đó là cái theater. Theater là cái chỗ mà orientation, là nó sẽ
định hướng cho mình trước khi mình đi vô đây. Nó sẽ có một cái đoạn ngắn nói về cái thủy cung này. Đó. Cái này là đồ hoạt hình nha các bạn. Đoạn phim ngắn nói về thủy cung này. Rồi về cái nó sẽ là giáo dục cái người đi xem trong thủy cung này là cái cách sao để gìn giữ những cái di sản về cái biển đó này kia. Đây là những cái san hô thật đó nha các bạn, chứ không phải mô hình đâu. San hô, nhưng mà những cái san hô này khi mà có cái ánh đèn á, giống như ánh đèn trong vũ trường này kia đó, trong bar này kia là nó sáng lên đẹp ghê chưa. À, ở dưới đây cũng có thêm nữa nè. À, cả nhà thấy không? Rồi. Rất là đẹp cả nhà ha. Rồi, đây chỉ là mở đầu thôi để mình quay thêm cho các bạn. Cái này nó đặc biệt lắm nha. Ba biết làm sao không? Ba có thể ghi tên ba lên mấy con cá. Ba có thể ghi tiên ở trên đây nè. Ba coi nè. Đó, có cái tháp lệch ở đây. Ok, ba có thể ghi lên. Đó, để mình chỉ ba mình nha. Đó, ngay chỗ này nè. Ba có thể lựa một con cá. Đó. Đúng rồi, đó là con cá mập. Rồi, ba muốn vẽ gì ba vẽ lên. Lấy tay. Rồi, ba touch đi. Touch to begin. Rồi, bây giờ ba chọn loại cá đi. Cá mập hay là cá nhỏ? Cá mập đi cho bự. Rồi, ba có muốn sơn ha này kia vô không? Còn không thì undone. Đó, thì muốn, đó, thì sơn. Đó, sơn giống như hề á. Đó. Đó, các bạn thấy ba mình không? Ba mình đang sơn một con cá. Rồi. Xong chưa? Dr. Tiên đó nha. Đó, chấm gì đủ thứ á. Nhìn là biết ba mình là không phải nghệ sĩ rồi nha các bạn. Đó, bắt đầu mới tô tới cái vầy. Cái này còn thua mấy đứa bé 3 tuổi nó tô màu nữa. Cái vầy khác nhau nha các bạn. Đó. Tiểu không? Đó. Rồi. Khi xong thì undone. Undone ở dưới nè. À. Âm đền đó. Tiền cho nó lạnh. Rồi âm đền. Bác thịt cá thì nấu ra cá. Xong rồi ba, thôi được rồi ba. Con cá giờ nhìn càng ngày càng thấy ghê. Rồi âm đền. Rồi đó. Các bạn coi kết quả nha. Rồi bây giờ con cá đã được xuống nước. Rồi con cá xuống nước và bơi. Để coi coi. Rồi bây giờ nó kêu mình nhìn lên. Đó, lên màn hình để tìm con cá. Thấy chưa? Đó, con cá của ba mình đó. Nó bơi về hướng này cho nên là nó bị ngược nha các bạn. Cái chữ nó bị ngược. Đó, con cá của ba mình đó. Ba mình mới thả ra 4 con cá luôn. 5 con. 5 con tất cả các bạn. Thấy chưa? À, dễ thương nha các bạn. Đó, bây giờ nhìn thấy được tóc tơ tiên nè. Bây giờ mình làm, mình vẽ một cái con cá nó đơn giản chứ nó không có màu mè như ba của mình nha. Ok. Bây giờ tìm nó ở trên màn hình nha. Rồi bây giờ tìm con cá mít tiếng nha các bạn. Đây, con cá mít tiếng. Ơi cả nhà ơi. Cả nhà thấy gì chưa? Thấy mình nổi tiếng không? Có một loại cá tên là mít tiếng nha các bạn. À, đó là kênh YouTube của mít tiếng á. À, mít tiếng rất hân hạnh được tài trợ cho cái hồ cá này. À, thấy chưa? Mít tiếng dễ thương nghe không? À, cá mít tiếng nó không có màu mè sặc sỡ như mấy con cá kia. Mà nó trắng bách thôi. Nó chủ yếu nó làm nổi lên chữ mít tiếng nha.
rất là hạnh được tài trợ cho cái thủy cung ở Long Beach, California này nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ mình đi vô trong và mình khám phá cái aquarium nhiều hơn nha. Ở đây là một chú cá voi rất là bự. Và như mình nói đó, đây là kích cỡ thật và thậm chí nó còn bự hơn nha. Cái này gọi là sperm whale các bạn. Rồi, còn đây là một cái chỗ căng tin bán đồ ăn uống này kia. Mọi người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống. Thì mình sẽ không mua gì, nhưng mà cái mục đích mình tới đây là tại vì mình muốn quay cái hồ cá này. Nó tự tạo sóng luôn, các bạn thấy không? Đây là gông biển nè, gông biển thật luôn. Ở đây là cá thật, các bạn thấy không? Đó, ở trên là nó sống thật sự. Ở đây nếu mà các bạn nhìn kỹ á, thì có nhiều cái san hô nó bám vô thành đá nè. Đó, san hô màu rực rỡ. À, đây là cái gông biển. Đó, các bạn thấy không? Một cái bình gông biển rất lớn. Nhiều lúc mình đi biển ở California, mấy bạn ở California, mình thấy những cái chùm này, đặc biệt là những cái trái á, cái trái đó đó, nó nổi lên bền lên bền lên bền, rất là hay nha các bạn ha. Okay. Ở dưới đây có một con cá bóng nè các bạn thấy không? Thấy cá bóng không? À, cá bóng rất là mập luôn nha, và nó bơi sát sát ở dưới. Và một bé sao biển. À, bé sao biển này màu trắng trắng tím tím dễ thương kìa cả nhà ha. Bạn thấy không? Coi cái mặt của nó kìa. Xấu xí dễ sợ luôn. Đó. Bạn thấy không?